đầu cho chương trình thì xin chúng ta ổn định chỗ ngồi. Những ai mà còn ngồi phía dưới, chúng ta chỉ tìm một cái ghế trống trên đây chúng ta ngồi, để lát những người mà đứng xa họ có thể ngồi dưới. Còn những ai mà có con nhỏ thì có thể ngồi dưới. Xin mời chị Thúy, chị Khai dồn lên đây để chúng ta có thể dễ tập trung hơn. Xin mời dì của mẹ của Mai. Còn một chỗ trống nào cho dì lấy ra. Còn ở ai mà đang ở dưới bếp thì mời một bạn xuống, mời các bạn dưới bếp lên luôn để giao cho người hàng họ lo hết. Xin mời Ái Sa xuống, mời chị Trang, còn Mai được lên. Các anh chị em thân mến, những ai mà lần đầu tiên đến đây chúng tôi rất là hoan nghênh. Bởi vì Chủ nhật là ngày nghỉ của các chị em. Các chị em ở nhà nghỉ ngơi với chồng hay là phải đi ra ngoài mua sắm, nhưng mà các chị em đã bỏ thời gian đến đây để mà giữ nhớ của chúng tôi. Chúng tôi rất là hoan nghênh. Xin cho ta cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Hết nữa. Hơn ba mươi ba chúng không cho ta là người đã vượt qua mọi vinh quang, còn đâu quên được xa vắng. Thank you.
Khỏi lo, con ở nhà tụi con ráng giữ gìn sức khỏe, đi đứng hay là làm gì cũng cẩn thận. Tháng 6 mà thận bên này đoàn bên đây về Cần Thơ đó, rồi con lên gặp rồi ba mẹ với thấy cũng có sắp xếp gửi cho tụi con một món quà nhỏ nhỏ vậy đó, con cứ lên nhà. Ai cũng đạt đó. Em chào anh chị ở nhà khỏe không? Em đi cũng khỏe lắm, ba má đi cũng khỏe, đừng có lo là ba má. Con ở nhà mẹ chồng sẽ cho mấy đời làm có tiền đưa ra cô vô mẹ bệnh
thư về á. Con này cũng có gì vậy hả?